không nào nấu được. Nhìn mến cũng ta đâu có thể nào làm công ty được, chỉ xịt sâu dắt lúa lặt vặt vậy thôi. Làm mới hoàn cảnh đâu. Mà còn mà đi làm công ty rồi chắc cũng khó lắm. Như Út nè, giờ đi người ta cũng không có nhận rồi, tại vì cái đó là đứa cháu là mới mở ra, để ra nó cho vô làm để có tiền để nó sống. Cũng ngày sống mình có hơi giận luôn, một ngày có tối hôn thôi. Thôi mừng ra. Dạ. Anh của anh đâu có mở ra, anh có ngày hôm nay đâu. Dạ. Cũng ngày của anh có tích rồi, có bảo anh thôi, nhưng anh mới có ngày hôm nay nè. Dạ. Mình phải là ngày qua anh cứu luôn. Mà thấy là anh Mến là cái hy vọng là cái may mắn anh là tiến gần dữ lắm luôn à. Ừ. Ừ. Cũng là khuôn mặt nó vừa hoàn thành vừa hết nha. Là chín cuộc thành công rồi. Dạ. Thành công là chín cuộc thành công rồi. Dạ. Dù nó chưa có làm được cái khuôn mặt hết. Khuôn mặt rất là nhiều. Dạ. Giảm, thấy giảm. Dạ. Cái đợt đi lần này là lần thứ ba đúng không anh Mến? À, tức mà khi mà cái lần đầu với cái lần thứ hai mà đi lên chỉnh rồi trở về á, là rất là buồn ha. Mà khi mà đi tới lần thứ ba này mà bác sĩ chẩn đoán, khi mà rồi bác sĩ vào bác sĩ nó vào bác sĩ mà quyết định là mẫu lấy cái mẫu sinh thiết á, lúc đó chắc vui lắm Mến. À, rồi ok, nghỉ mệt xíu đây. Thì nãy em hỏi cái lần thứ ba đó, lần thứ ba mà khi mà mình vào bác sĩ mà quyết định là lấy cái mẫu sinh thiết làm cho mình một phần nào đó là anh Mến rất vui lắm. Anh Mến anh nói thật sự luôn ha, lần thứ ba anh cũng rất là tuyệt vọng luôn. Anh lần thứ ba là cũng tuyệt vọng luôn hả? Không có khi nào quên bác sĩ không làm được á. Ừ. Nhưng mà nhận được cái bút báo á, nhận được cái tin nhắn của anh thông bộ á, là nó có bệnh viện thẩm mỹ có Hàn Quốc. Ừ. Nhúng vào là bác sĩ có dùng là cô phải quả luôn. Ừ. Lúc đó nó có hơi giận. Ừ. Nó thật luôn á. Ừ. Cái là đưa được một thuốc kháo đúng không? Ừ. Thuốc kháo nó đưa. Ừ. Đưa mà không có hơi giận. Cũng không có hy vọng luôn. Ừ. Nhưng mà khi tối á, bạn có tin nhắn trên không gọi á. Ừ. Là nó có hơi giận. Ừ. Bây giờ thì cũng vui đó ha. Mà nó cũng có hơi vui. Giờ em ở với nhà có nhà với em không? Nói chung là ở vườn nè. Rồi mẹ hổng gài đi cũng nhập viện ở dưới gì đó, giờ bớt chưa anh Mến? À, vừa vào, nhà cũng chuyển Sài Gòn. Chuyển đi Sài Gòn nữa hả? Ừ. Có ai nuôi không? Em của anh. Mẹ anh Mến bệnh sao nè? Vừa qua em. Dạ. Vừa có mẹ. Anh Mến này diễn đi đóng phim hài chắc cũng tiếu lắm nha. Cũng chịu giỡn lắm à. Nữa mà anh Mến hết anh bệnh chứ anh hết thì thách thức danh hài vui lắm á. Anh bảo anh cũng ngạo lắm nhưng mà có được một người quan tâm an ủi không đó. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh mà. Thì cái số phận mình, ông trời ông sinh ra mình như vậy thì mình phải chấp nhận, nhưng mình cứ vui vẻ lạc quan yêu đời đi. À, đúng không anh? Thì bây giờ là cũng vui hả anh Mến? Có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi. Ừ. Nhiều khi em đi ra ngoài em cũng bị tự ti á, nhưng mà dần dần nhất là cũng quen. Ở hồi cũng khoảng 5 năm trước rồi là anh không đi đâu hết. Ừ. Chỉ dần dần ở nhà thôi. Không đi đâu hết. Nhưng mà được dặn sao mà nó còn có vô quả rồi đó. Ừ. Được người ta và không phải hoàn cảnh mình nữa. Ừ. Ta gặp mình ta sợ đúng không? Anh thấy anh Mến còn để khăn đó, cái mình làm đó, cái nước giải nó còn chảy hả anh Mến? Đúng rồi, nó chuyện nó chảy ra, nó bao chuyện đó. Ừ. Nó có mổ ở trong á. Đó, chó rồi nè. Thì hôm nay chị Hương cũng nghe tin là anh Mến về thì cũng muốn gặp anh Mến để nhìn để xem thử cái anh Mến phẫu thuật như thế nào đó. Rồi cái chị Hương cũng có cái niềm hy vọng lắm, thì mong tất cả các cộng đồng mạng cũng như mọi người thấy clip chia sẻ cũng giúp cho chị Hương cũng có cái gương mặt cũng là
khá là dài, cái bên má nó chảy xệ rất là nhiều cả nhà ơi, thì cũng không thua gì anh Mến đâu. Thì cả nhà mọi người hãy chia sẻ clip này thì cũng giúp cho chị Hương. Chị Hương thì cũng ở An Giang, ở bên Châu Phú nè mọi người, chứ cũng không có xa gì, ở An Giang nha cả nhà. Rồi bữa thứ hai anh Mến nó chỉnh tái khám là đi với ai? Vừa ừ. Cũng vừa qua ước qua ngủ ngang ừ. Cũng khổ lắm, còn mình không mình rồi. Ở đây mà... chắc đón xe lên thành phố chứ khó lắm anh Mến. Chắc nó đi qua tới... Đi qua bánh xe. Bánh xe bánh xe Phú Mỹ nó thảo nó ngựa hùng cuộn à. Bữa nay thứ mấy rồi ta? Thứ tư rồi. Thứ tư là thứ hai tuần sau đi hay là chủ nhật đi? Chủ nhật con đi. Chủ nhật con đi. Sáng thứ hai là bắt đầu khám á. Thì kỳ này không đi với ông chú gì hả hay là đi mình anh? Có em bọn cua heo quá. Bộ của quét mà con quét mà. Thì dung bác. Con mượn chị đi với anh Kiếm thôi. Nó cùng có đoạn là con cũng nhờ cô gái mà. Cái máy à? Nhờ cô gái, nhờ cô gái bí ẩn. Hồi nãy chị Hương thì cũng muốn qua mà nữa, muốn qua mà nữa hơi ngại. Sợ anh không tiếp. Không, em khảo cửa ngạp thôi. À vậy hả? Muốn thằng nó khảo cửa mua qua, con vẹo, khu vẹo, khu mẹ đó. Mà ngoại mình vô nó trợ cuộc vũ thôi. Còn không có, anh hiểu mà. Ông bên đây thì sợ bên kia mệt, rồi bên kia thì sợ ngại. Gương mặt cái gì á thì chị thấy gì cũng mừng giùm cho em. Dạ, cũng mừng. Rồi chị cũng rất mong cho Út Hương đó, cũng được như em vậy. Mình cũng mong Mạnh Thường Quân đỡ cho em, cái gương mặt nó tạo lại cho nó hoàn thiện như em vậy cũng mừng. Cũng ước mong được vậy. Thôi dắt chị ở đây gặp anh Mến cho chị có cái động lực nữa. Nó tại sao lúc trước anh Mến mặc cái mặt ảnh như vậy mà hôm nay ảnh được cộng đồng mạng với các nhà hảo tâm đang quan tâm tới gì đó cho chị Hương có thêm cái động lực ha. Thì mỗi người mỗi số phận khác nhau, thì con người ta sinh ra thì tay chân cũng như mắt mũi tất cả thì đều lành lặn, thì chỉ có anh Mến, chị Hương ở An Giang thì có cái gương mặt hơi khác thường hơn bao người khác. Thành ra bây giờ mình làm cái clip này để cho tất cả mọi người cũng như cộng đồng mạng cả nhà thì thấy được cái clip hãy chia sẻ để cho tất cả Mạnh Thường Quân của các nhà hảo tâm đều biết tới, để chung tay giúp cho chị Hương cũng như các bác sĩ, giúp cho chị Hương cũng giống như anh Mến vậy đó, được phẫu thuật trở lại cái gương mặt bình thường như bao người khác. Đau thì, nói chung thì anh Mến thì cũng còn đau lắm cả nhà ơi. Thì mới mổ đây à. Là mổ là bữa đó là xong là về luôn ha anh Mến, hay là không có tức là mình mổ rồi 2 ngày mình mới về đây đúng không? Là bữa nay cũng như 3 bữa. Hơn 3 bữa. 3 bữa thì vết thương cũng còn đau lắm cả nhà ơi. Ở ngoài đỡ đau hơn trong. Em cũng chúc anh Mến được nhiều sức khỏe để được đi phẫu thuật những lần sau. Vâng, cảm ơn. Em cũng mong em sau này cũng được ngon lắm luôn. Dạ, em cũng hy vọng là được như vậy. Rồi, thay mặt anh Mến cũng như chị Hương, xin cảm ơn tất cả các mọi người, cộng đồng mạng cũng như cả nhà thì đã xem cái video này. Thì nếu mà gặp cái video này hãy chia sẻ để giúp anh Mến cũng như chị Hương để được tái tạo lại cái gương mặt trở lại bình thường như bao người khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye anh Mến. Bye bye.